Hey, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy lại gặp lại các em trong bài ôn tập về kiến thức chúng ta học ở chương 2 hình học chính nhằm chuẩn bị cho kỳ kiểm tra định kỳ học kỳ 1 sắp tới. Đây, nội dung của bài ôn chúng ta như sau. Chúng ta vào phần thứ nhất, đó là đường tròn ngoại tiếp tam giác. Thì như chúng ta đã học, đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác. Rồi, tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác sẽ là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác. Rồi, cụ thể cho hình vẽ chúng ta có đường tròn tâm O đi qua ba đỉnh của tam giác ABC. Vậy thầy nói đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC hay tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Rồi, tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là giao điểm của ba đường trung trực của ba cạnh AB, AC và BC của tam giác ABC. Rồi, nói về đường tròn ngoại tiếp tam giác thì chúng ta có một cái trường hợp đặc biệt, đó là đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông. Thì trong trường hợp này chúng ta có hai định lý như sau. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền. Hay nói cách khác, cạnh huyền là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông. Rồi, đảo lại chúng ta có định lý. Nếu tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó, thì nó là tam giác vuông. Rồi, cụ thể như sau. Nếu như thầy có tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, và cái góc A này bằng 90 độ, thì thầy kết luận ngay cạnh huyền BC là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, vuông ABC. Rồi, bây giờ đảo lại. Nếu như thầy có tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O mà cái cạnh BC là đường kính, thì thầy kết luận ngay cái góc A bằng 90 độ. Đó là việc chúng ta áp dụng đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông với hai định lý như trên vào trong việc giải bài tập. Rồi, chúng ta qua phần 2 la mã là đường kính và dây cung. Thì như chúng ta đã biết, dây cung là một đoạn thẳng nối hai điểm phân biệt nằm trên đường tròn, và đường kính là dây cung đi qua tâm. Thì chúng ta có định lý trong đường tròn, đường kính là dây cung lớn nhất. Đúng nè, cụ thể cho hình vẽ, chúng ta có đường kính AB và dây cung CD, thì đường kính AB lớn hơn dây cung CD. Đây, chúng ta có định lý nêu lên mối quan hệ giữa đường kính và dây cung. Chúng ta có hai định lý như sau. Định lý thứ nhất, trong đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây đó. Cụ thể, chúng ta có đường kính AB vuông góc với dây CD tại Y. Chúng ta kết luận ngay Y là trung điểm của dây CD. Và đảo lại, chúng ta có định lý đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây đó. Cụ thể chúng ta có dây CD không đi qua tâm O, Y là trung điểm của dây CD. Chúng ta kết luận ngay đường kính AB vuông góc với dây CD tại Y. Rồi, chúng ta qua phần 3 la mã là liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Chúng ta có các định lý sau. Trong đường tròn, hai dây bằng nhau thì cách đều tâm. Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau. Cụ thể chúng ta có hai dây AB và dây CD của đường tròn tâm O. Hai dây này bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ có khoảng cách OH bằng với khoảng cách OK. Và ngược lại, nếu như thầy có OH bằng với OK, thầy kết luận ngay AB và CD bằng nhau. Rồi, trong trường hợp hai dây này không bằng nhau, chúng ta lại có định lý. Trong hai dây của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì gần tâm hơn. Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn. Cụ thể, nếu như thầy có dây AB lớn hơn dây CD, thì thầy kết luận khoảng cách OH nhỏ hơn khoảng cách OK. Và đảo lại, nếu như thầy có OH nhỏ hơn OK, thầy kết luận ngay dây AB lớn hơn dây CD. Đây, đó là mối quan hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Rồi, chúng ta qua phần kế tiếp, đó là nói về tiếp tuyến của đường tròn. Thì đầu tiên chúng ta ôn về đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau. Thì như đã học, chúng ta đã biết khi đường tròn và đường thẳng chỉ có một điểm chung, thì ta nói đường tròn và đường thẳng tiếp xúc nhau. Điểm chung sẽ gọi là tiếp điểm, và đường thẳng đó gọi là tiếp tuyến. Cụ thể chúng ta có đường thẳng A và đường tròn tâm O này chỉ có duy nhất một điểm chung là C,
Vậy chúng ta nói đường thẳng A và đường tròn tâm O tiếp xúc nhau tại C. C là tiếp điểm và đường thẳng A là tiếp tuyến. Và khi ấy chúng ta có các định lý như sau. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì nó sẽ vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. À, cụ thể như thầy có đường thẳng A là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại C, thì thầy kết luận ngay đường thẳng A vuông góc với bán kính OC tại tiếp điểm C, như trên hình vẽ. Và sau đó chúng ta lại có một định lý nêu lên dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến. Tức là nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó, thì nó là tiếp tuyến của đường tròn. Có nghĩa là nếu như thầy có đường thẳng A vuông góc với bán kính OC tại điểm C, và điểm C này thuộc đường tròn tâm O, thầy kết luận ngay đường thẳng A là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại C. Ngoài ra chúng ta lại có một cái định lý nói về hai cái tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm với nội dung như sau. Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm thì điểm đó cách đều hai tiếp điểm. Tia kẻ từ điểm đó đến tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến. Tia kẻ từ tâm đến điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính qua các tiếp điểm. À, cụ thể, trong hình vẽ chúng ta có AB, AC là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O, với B và C là hai tiếp điểm, thì chúng ta có quyền kết luận như sau. AB bằng AC, góc A1 bằng góc A2, góc O1 bằng góc O2. Đây, đó là một tính chất nêu lên khi chúng ta có hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm. Rồi, khi nói về đường tròn, ngoài đường tròn ngoại tiếp tam giác ra, thì chúng ta còn có đường tròn nội tiếp tam giác và đường tròn bàn tiếp tam giác. Thì đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác, và tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm các đường phân giác của tam giác. Cụ thể cho hình vẽ, thầy có đường tròn tâm Y tiếp xúc với ba cạnh của tam giác ABC. Thầy kết luận đường tròn tâm Y nội tiếp tam giác ABC. Đây, bây giờ tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC, xác định cạnh nào, thầy sẽ đi lấy giao điểm của các đường phân giác của các góc tam giác. Và cụ thể thầy chỉ cần lấy giao điểm của hai phân giác của góc A, góc B thôi. Được chưa? Thì cắt nhau tại Y. Vậy Y này sẽ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Và bán kính của nó là khoảng cách từ Y đến cạnh của tam giác ABC. Đây, đó là đường tròn nội tiếp tam giác. Chúng ta nói về đường tròn bàn tiếp tam giác. Đường tròn bàn tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác. Tiếp xúc với một cạnh tam giác. Và phần kéo dài của hai cạnh còn lại. Cụ thể ở đây thầy có đường tròn bàn tiếp trong góc A. Nó sẽ tiếp xúc với cạnh BC và phần kéo dài của hai cạnh AB, AC. Đây, tâm của đường tròn bàn tiếp tam giác. Thì có hai cách để xác định tâm của đường tròn bàn tiếp tam giác. Cách thứ nhất, nó là giao điểm của một phân giác trong và một phân giác ngoài. Cụ thể là AJ là phân giác trong và BJ là phân giác ngoài. Hoặc là hai phân giác ngoài như BJ và CJ. Thì nói về đường tròn bàn tiếp tam giác thì mỗi tam giác nó sẽ có 3 đường tròn bàn tiếp tam giác. Chẳng hạn như trong cụ thể đây, chúng ta có đường tròn bàn tiếp trong góc A, và chúng ta cũng có đường tròn bàn tiếp trong góc B và đường tròn bàn tiếp trong góc C. Nghĩa là mỗi tam giác nó sẽ có 3 đường tròn bàn tiếp, nhưng nó chỉ có một đường tròn nội tiếp tam giác và một đường tròn ngoại tiếp tam giác như hồi nãy chúng ta đã học. Đây, đó là đường tròn nội tiếp và đường tròn bàn tiếp tam giác. Rồi, chúng ta qua phần kế tiếp, 6 là mã. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Rồi, chúng ta có 3 vị trí. Vị trí thứ nhất là đường thẳng và đường tròn cắt nhau. Thế nào là đường thẳng và đường tròn cắt nhau? Đường thẳng và đường tròn cắt nhau khi số điểm chung của nó là 2. Đúng nè, và hai điểm chung đó người ta gọi là giao điểm. Và cái đường thẳng khi ấy có tên là cắt tuyến. Rồi, thì trên hình vẽ chúng ta có đường thẳng A và đường tròn tâm O này có hai điểm chung là A và B. Vậy ta nói đường thẳng A và đường tròn tâm O này cắt nhau. Hai cái điểm chung A và B này thì gọi là giao điểm. Và cái đường thẳng A này thì gọi là cắt tuyến. Rồi, khi đó khoảng cách từ tâm đến đường thẳng, thầy ký hiệu là D nhỏ,
nó sẽ như thế nào với bán kính? À, nó nhỏ hơn bán kính. Chúng ta có hệ thức D nhỏ hơn R. Rồi, đó là vị trí thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua vị trí thứ hai. Đó là đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau. Rồi, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau khi số điểm chung của nó là chỉ là 1. Và khi ấy, điểm chung đó gọi là tiếp điểm. Và đường thẳng sẽ gọi là tiếp tuyến của đường tròn. Đây, cụ thể chúng ta có đường tròn tâm O và đường thẳng A này chỉ có một điểm chung là C. Vậy ta kết luận đường tròn tâm O và đường thẳng A tiếp xúc với nhau tại C. Và điểm C này là tiếp điểm và đường thẳng A khi ấy gọi là tiếp tuyến. Đây, và lúc đó mối quan hệ giữa D và R là chúng bằng nhau. Chúng ta có D bằng R. Đây, vị trí thứ ba là đường thẳng và đường tròn không giao nhau. Khi ấy, nó không có điểm nào chung hết. Và khoảng cách từ tâm đến đường thẳng là lớn hơn bán kính. Đây, cụ thể chúng ta có đường tròn tâm O và đường thẳng A này không có điểm chung. Không nè, vậy ta nói đường tròn tâm O và đường thẳng A này là không giao nhau. Và cụ thể D có nghĩa là OH lớn hơn bán kính R. Do đó chúng ta có D lớn hơn R. Rồi, chúng ta qua phần 7 là mã. Đó là vị trí tương đối của hai đường tròn. À, vị trí thứ nhất đó là hai đường tròn cắt nhau. À, thế nào là hai đường tròn cắt nhau? Hai đường tròn cắt nhau là hai đường tròn có hai điểm chung. À, khi đó hai điểm chung đó sẽ gọi là giao điểm. Và cái đoạn thẳng nói hai điểm chung đó người ta gọi là dây chung của hai đường tròn cắt nhau. Dây cụ thể cho hình vẽ chúng ta có đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phẩy có hai điểm chung A và B. Vậy chúng ta kết luận chúng cắt nhau. Và hai điểm chung đó A và B người ta gọi là giao điểm. Rồi, khi đó cái đoạn nối tâm OO phẩy, đây đoạn nối tâm OO phẩy, thầy ký hiệu là thầy cho nó là D nhỏ. Rồi, thì chúng ta có cái hệ thức đoạn nối tâm sẽ lớn hơn hiệu hai bán kính và nhỏ hơn tổng của hai bán kính. Và từ lúc đó chúng ta đã có một định lý là gì? Đường nối tâm nó là đường thẳng đi qua hai tâm đường tròn, nó sẽ là chung trực của dây chung. Có nghĩa là đường thẳng OO phẩy nó sẽ là chung trực của dây chung AB. Hay nói cách khác, chúng ta có thể nói là A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng OO phẩy. Rồi, đó là hai đường tròn cắt nhau. Bây giờ chúng ta qua trường hợp thứ hai, đó là hai đường tròn tiếp xúc nhau. Thì nó có hai trường hợp là tiếp xúc ngoài và tiếp xúc trong. Thì nói chung hai đường tròn tiếp xúc nhau là hai đường tròn chỉ có một điểm chung và điểm chung đó gọi là tiếp điểm. À, cụ thể ở đây chúng ta có tiếp xúc ngoài. Tiếp xúc ngoài là trường hợp này. À, điểm chung A này gọi là tiếp điểm. Đây, tiếp xúc trong là trường hợp này. Và lúc đó cái điểm chung A này gọi là tiếp điểm. Rồi, thì nói về tiếp xúc nhau, thì nếu nó tiếp xúc ngoài thì cái đoạn nối tâm, đó là đoạn O phẩy nè, nó sẽ bằng tổng của hai bán kính. À, rất là dễ dàng chúng ta nhận xét ha. Vậy chúng ta có D bằng R cộng với R phẩy. Còn trong trường hợp tiếp xúc trong thì cái đoạn nối tâm nó sẽ bằng hiệu của hai bán kính, có phải là bằng OA trừ O phẩy A không nè? Đây, đó là nói về mối quan hệ giữa đoạn nối tâm và hai bán kính của hai đường tròn tiếp xúc nhau. Rồi, bây giờ trong trường hợp hai đường tròn tiếp xúc nhau thì chúng ta có một định lý là nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm. Đây, cụ thể chúng ta có tâm O, tâm O phẩy và tiếp điểm A thẳng hàng. Trường hợp tiếp xúc ngoài, tâm O phẩy và đường thẳng A thẳng hàng ở tiếp xúc trong. Rồi, chúng ta qua vị trí tương đối thứ ba, đó là hai đường tròn không giao nhau. Thì chúng ta có ba trường hợp, đó là hai đường tròn ngoài nhau, hai đường tròn đựng nhau và hai đường tròn đồng tâm. Thì nói về chung, hai đường tròn không giao nhau là hai đường tròn không có điểm chung. Đây, số điểm chung là 0, cả ba trường hợp này luôn. À, nó chỉ phân biệt ở nhau, đó là hệ thức giữa D và R. À, nếu hai đường tròn ngoài nhau thì đoạn nối tâm sẽ lớn hơn tổng hai bán kính. À, chúng ta cụ thể chúng ta thấy trên hình vẽ ha. Còn nếu hai đường tròn đựng nhau thì đoạn nối tâm nó nhỏ hơn hiệu hai bán kính. Còn trong trường hợp hai đường tròn đồng tâm, có nghĩa là tâm O và tâm O phẩy trùng nhau thì cái đoạn nối tâm là bằng 0. Rồi, đó là ba vị trí tương đối của hai đường tròn. Đó là hai đường tròn giao nhau, hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau và hai đường tròn không giao nhau.
Rồi, nói về đối xứng thì đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó. Đây cho hình vẽ chúng ta thấy ha. Rồi, nói về trục đối xứng thì đường tròn là hình có trục đối xứng, và bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn đó. Chẳng hạn ở đây chúng ta có đường kính AB là đường trung trực của đoạn của dây cung CC' nè, đúng không nè? Hay nói cách khác, đường kính AB này là trục đối xứng của đường tròn tâm O. Tức là khi thầy lấy bất cứ điểm nào nằm trên đường tròn tâm O, thầy vẽ đối xứng qua cái đường kính AB thì điểm đối xứng của nó cũng nằm trên đường tròn tâm O luôn. Cụ thể là hai điểm C và C' trên hình vẽ ha. Chúng ta có bài thứ nhất. Cho tam giác ABC nhọn, vẽ đường tròn tâm O đường kính BC, cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại D và E. BE và CD cắt nhau tại Y. AI cắt BC tại F. Câu A, chứng minh BE vuông góc với AC và AF vuông góc với BC. Câu B, chứng minh bốn điểm ADIE cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm K của đường tròn đó. Câu C, chứng minh KE là tiếp túy của đường tròn tâm O. Rồi, chúng ta tiến hành giải. Rồi, chúng ta có hình vẽ như giả thiết đề bài đã cho. Rồi, bây giờ chúng ta vào câu đầu tiên. Chứng minh BE vuông góc với AC và AF vuông góc với BC. Đây, quan sát BE trên hình vẽ. Thì chúng ta thấy BE có phải là một cạnh của cái tam giác BEC không? Rồi, bây giờ quan sát tam giác BEC, chúng ta thấy có điều gì đặc biệt nè. Thứ nhất là cái tam giác này nó nội tiếp đường tròn tâm O. Không nè, tại vì ba đỉnh của nó là B, C, E cùng nằm trên đường tròn tâm O. Thứ hai là chúng ta đã có gì? Đường kính BC. Đường tròn tâm O có đường kính là BC. Vậy là theo một kiến thức chúng ta đã học ở trong chương 2 hình học lớp 9, chúng ta có cái định lý là gì? Nếu một tam giác nội tiếp mà có một cạnh của nó là đường kính của đường tròn nội tiếp tam giác đó, đường tròn ngoại tiếp tam giác đó, thì chúng ta kết luận ngay cái tam giác đó BS, tam giác đó sẽ là tam giác vuông. Thì nhắc lại định lý ha. Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó thì nó là tam giác vuông. Thì ở đây chúng ta thấy tam giác BEC hội đủ điều đó. Tam giác BEC nội tiếp đường tròn tâm O có cạnh BC là đường kính. Không nè, vậy dễ dàng kết luận ngay tam giác BEC vuông tại E. Mà nếu nó vuông tại E thì dẫn đến là góc BEC bằng 90 độ, mà từ đó quá dễ dàng để kết luận BE vuông góc với AC. Rồi, sau khi chứng minh được BE vuông góc AC, chúng ta sẽ dùng kết quả đó để chứng minh tiếp AF vuông góc với BC. Thì ở đây chúng ta có một giả thiết là cái gì? BE cắt CD tại Y. BE cắt CD tại Y. Đúng nè. Rồi, bây giờ chúng ta đã chứng minh là BE đường cao rồi. Vậy muốn chứng minh AF vuông góc với BC, chúng ta chỉ cần chứng minh là Y là trực tâm. Đúng nè. Mà ở đây BE và CD cắt nhau tại Y, vậy chứng tỏ phải chứng minh CD là đường cao thứ hai. Mà quan sát như vậy chúng ta thấy CD nó là cạnh của tam giác BCD. Mà tam giác BCD này nội tiếp đường tròn đường kính BC, phải không nè? Vậy tam giác BDC này sẽ là tam giác vuông tại D. Vậy chứng minh tương tự chúng ta có được CD vuông góc với AB tại D. Không nè. Rồi, xét tam giác ABC chúng ta có điều gì? Thứ nhất, BE và CD là các đường cao vì BE vuông góc AC và CD vuông góc nhà AB. BE và CD đã cắt nhau tại Y. Vậy hội đủ hai điều này, chúng ta kết luận ngay Y là trực tâm của tam giác ABC. Thêm vào đó, Y lại nằm trên cái thằng AF. Mà nếu nằm trên AF thì dẫn đến AF sẽ là đường cao thứ ba. Mà nếu AF là đường cao thứ ba thì dĩ nhiên là AF sẽ vuông góc với BC như trên hình vẽ chúng ta thấy. Vậy chúng ta dễ dàng kết luận AF vuông góc với BC. Vậy là ở bài này chúng ta đã vận dụng định lý. Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác thì nó là tam giác vuông. Và một định lý của lớp 7 đó là trong tam giác ba đường cao của tam giác cùng cắt nhau tại một điểm, điểm nối lại là trực tâm của tam giác.
Rồi chúng ta tiến hành giải câu B. Chứng minh 4 điểm A, D, I, E cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm K của đường tròn đó. Rồi bây giờ quan sát 4 điểm A, D, I, E thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là 3 điểm A, E, I là 3 đỉnh của tam giác vuông A, E, I. 3 đỉnh của tam giác. À, 3 đỉnh, 3 điểm A, D, I lại là 3 đỉnh của tam giác A, D, I. Mà hai tam giác này đều là tam giác vuông hết. Vậy từ đó gợi nhớ chúng ta áp dụng một định lý đó là gì? À, trong tam giác vuông, trung điểm của cạnh huyền sẽ là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông đó. Hay nói cách khác, trong tam giác vuông, cạnh huyền là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông đó. Vậy dễ dàng áp dụng vào hai tam giác chúng ta thấy. Tam giác AEI vuông tại E. Vậy suy ra tam giác AEI của mình sẽ nội tiếp đường tròn đường kính AI. Tam giác ADI vuông tại D. Vậy suy ra tam giác ADI nội tiếp đường tròn đường kính AI luôn. À, vậy từ đó chúng ta dễ dàng nhận xét là 4 điểm ADIE cùng nằm trên đường tròn đường kính là AI. Và từ đó dễ dàng xác định được là tâm K sẽ là trung điểm của AI. À, vậy ở đây chúng ta đã vận dụng một cái định lý đó là gì? Trong tam giác vuông, cạnh huyền là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông đó. Rồi bây giờ chúng ta qua câu C. Chứng minh KE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Rồi thì bây giờ để chứng minh KE là tiếp tuyến đường tròn tâm O thì chúng ta phải xác định cho ra tiếp điểm nè và tâm của đường tròn nè. Thì dễ dàng thấy là E là tiếp điểm, O là tâm của đường tròn. Vậy từ đó chúng ta phải chứng minh cho được KE vuông góc với OE tại E. Rồi thì quan sát trên hình vẽ mình thấy góc KEO có hai góc kề với nó là góc KEA và góc OEC. Vậy nếu như chúng ta chứng minh được hai góc KEA và OEC cộng lại bằng 90 độ thì dễ dàng suy ra được là góc KEO sẽ bằng 90 độ. Đây, quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy. Quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy nè. À, thì cái tam giác AKE của mình cân tại K phải không nè? À, vì sao nè? À, vì mình có là gì? AE thuộc đường tròn 5K, vậy là KA bằng với KE. À, còn nếu như mình không vẽ cái đường tròn đó ra thì mình có thể dễ dàng giải thích không nè? Thì tam giác vuông AEI vuông tại E có EK là đường trung tuyến có mấy cạnh huyền. Vậy từ đó dẫn đến là KE sẽ bằng một nửa AI. Mà nếu vậy nó cũng bằng AK. Rồi vậy chúng ta có hai cách để giải thích. À, KA bằng với KE là như vậy ha. Rồi mà nếu vậy thì dẫn đến là góc KEA sẽ bằng với góc KAE. Rồi chứng minh tương tự vậy chúng ta sẽ có được là góc OEC bằng với góc OCE. Rồi quan sát trên hình vẽ thì chúng ta thấy rằng gì? Quan sát trên vẽ chúng ta dễ dàng phân thấy là cái góc A thầy tô vàng nè. Và cái góc C thầy tô vàng nè. À, thì hai góc này nó là hai góc nhọn của tam giác vuông A, F, C. Đúng nè. À, nó là hai góc nhọn của tam giác vuông A, F, C vuông tại F. Thì dễ dàng suy ra được là góc K, A, E cộng với góc OCE là bằng 90 độ. À, vậy từ 1, 2 và 3 chúng ta dễ dàng suy ra được góc KEA. Góc KEA của mình là cái góc hệ tô màu đỏ nè. À, và cái góc OEC là cái góc này đánh dấu màu đỏ này đây. Hai góc này cộng lại bằng 90 độ. Được chưa? Là mà thêm vào đó mình có góc KEA cộng với góc KEO cộng với góc OEC là bằng 180 độ thì dễ dàng suy ra được cái góc còn lại ở giữa này là góc KEO là bằng 90 độ. Rồi, vậy là KEO bằng 90 độ rồi thì KE dễ dàng vuông góc với OE tại E mà E lại thuộc đường tròn tâm O nữa, vậy sau đó suy ra KE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Rồi, chứng minh tương tự chúng ta sẽ có KD. Chúng mình tương tự chúng ta sẽ có KD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O luôn.
Rồi, đó là câu C. Chúng ta đã vận dụng đều là muốn chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì mình phải chứng minh đường thẳng đó vuông góc với bán kính tại một điểm nằm trên đường tròn. Rồi. Rồi, chúng ta qua bài thứ hai. Rồi, nhung của bài thứ hai như sau. Rồi, nội dung của bài thứ hai. Cho đường tròn 5 ô. Rồi, cho đường tròn 5 ô ha. Bán kính OA, vẽ dây BC vuông góc với OA tại H. Rồi, tiếp tuyến tại B của đường tròn 5 ô, cắt OA tại D. Câu A, chứng minh DC là tiếp tuyến của đường tròn 5 ô. Câu B, gọi M là điểm bất kỳ trên cung nhỏ BC. Tiếp tuyến tại M của đường tròn 5 ô, cắt DB, DC lần lượt tại E và F. Chứng minh chu vi tam giác DEF bằng 2 lần DB. Đây, chúng ta có hình vẽ theo giả thiết của đề bài cho. Giờ chúng ta tiến hành giải câu A. Chứng minh DC là tiếp tuyến đường tròn 5 ô. Đây, bây giờ muốn chứng minh DC là tiếp tuyến đường tròn 5 ô thì dễ dàng phát hiện. C là tiếp điểm, O là tâm. Vậy là phải chứng minh cho DC vuông góc với OC. Thì bài tập này chúng ta đã được làm trên lớp. Thì để chứng minh được là DC vuông góc với OC, chúng ta phải chứng minh ra được góc DCO bằng 90 độ. Mà nếu vậy thì chúng ta phải chứng minh bằng cách nào? Chúng ta đưa về chứng minh hai tam giác bằng nhau. Đó là tam giác OBD và tam giác OCD. Rồi, vừa quan sát hai tam giác này trên hình vẽ, chúng ta thấy được những yếu tố bằng nhau. Thứ nhất, có phải là OB bằng OC không? Rồi, thứ hai là cạnh OD là cạnh chung. Rồi, chỉ có hai yếu tố cạnh bằng nhau rồi thì nó có thể rơi vào trường hợp. Trường hợp nào nè? Cạnh 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 hoặc là cạnh góc cạnh. Rồi, nếu cạnh 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 thì là cạnh BD phải bằng với cạnh AC. Còn nếu cạnh góc cạnh thì góc COD. Góc COD. Góc COD nó phải bằng với góc BOD. Đây, giờ chúng ta chọn hướng nào? Cạnh 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 hay cạnh góc cạnh? Thì quan sát chúng ta thấy dễ dàng, chúng ta chọn là cạnh góc cạnh. Tức là bây giờ mình sẽ chứng minh góc BOD bằng với góc COD. Thì việc này quá dễ dàng đối với chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta có tam giác OBC, chúng ta cần tại O. Vì OB bằng với OC, do B và C thuộc đường tròn 5 ô. Hôm nay mà kèm vào đó là OH là đường cao ứng với cạnh đáy của tam giác cân OBC cân tại O. Vậy từ đó chúng ta có được là OH này đồng thời là đường phân giác luôn. Mà nếu đường phân giác thì góc OBD sẽ bằng với góc COD. Từ đó chúng ta dễ dàng chứng minh được hai tam giác này bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi, mà nếu hai tam giác này bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh rồi thì từ đó dẫn đến hai góc tương ứng là góc OBD và góc OCD sẽ bằng nhau. Rồi, mà góc OBD của mình là bằng 90 độ. Bông nè, do mình có BD là tiếp tuyến của đường tròn 5 ô tại B thì BD phải vuông góc với OB. Rồi, thì từ đó chúng ta dễ dàng suy ra được là DC vuông góc với OC tại C. Mà điểm C lại thuộc đường tròn 5 ô có sẵn rồi. Vậy từ đó chúng ta kết luận được DC là tiếp tuyến của đường tròn 5 ô. Rồi, chúng ta qua câu B. Gọi M là điểm bất kỳ trên cung nhỏ BC, tiếp tuyến tại M của đường tròn 5 ô, cắt DB, DC tại hai điểm E và F. Chứng minh chu vi tam giác DEF bằng 2 lần DB. Rồi, bây giờ thầy nói về cái cung nhỏ BC. Thì khi mình lấy hai điểm nằm trên đường tròn, thì hai điểm này nó sẽ chia đường tròn thành hai phần. Mỗi phần như vậy mình gọi là một cung, và hai cung đó đều có tên là BC hết. Và để phân biệt, người ta sẽ nói là cung nhỏ BC và cung lớn BC. Thì ở đây mình lấy M nằm trên cung nhỏ BC. Rồi, để vẽ tiếp tuyến tại M thì chúng ta nối OM lại, và từ đó chúng ta vẽ vuông góc với OM tại M. Rồi, chúng ta có tiếp tuyến cắt. Tiếp tuyến tại M cắt DB và DC lần lượt tại E và F như trên hình vẽ. Rồi, giờ chúng ta tiến hành chứng minh câu B. Câu B yêu cầu chúng ta chứng minh là chu vi tam giác DEF bằng 2 lần DB. Thì như đã học kiến thức về chu vi, chúng ta có chu vi tam giác DEF thì bằng
tổng độ dài ba cạnh của nó là DE, EF và DF. Rồi, quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy cái đoạn EF nó được chia thành hai đoạn nhỏ nữa, đó là EM và FM. Vậy bây giờ chu vi tam giác chúng ta sẽ chuyển thành là tổng của bốn cái đoạn thẳng như trên hình vẽ. Mà trong bốn đoạn thẳng này thì có hai cái đoạn thẳng màu đỏ thầy tô màu ha, để chúng ta thấy cái điểm đặc biệt đó là gì. Chúng ta phát hiện EM là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại M, EB là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại tại B. Đúng nè. Rồi, vậy từ đó chúng ta có dễ dàng kết luận rồi nè. EB thì bằng với EM. Rồi, tiếp tục chúng ta phát hiện FM là tiếp tuyến của đường tròn tại M. Đúng nè. Và FC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại tại C. Hai tiếp tuyến này khác nhau tại F, vậy chúng ta dễ dàng có FC bằng với FM. Đúng không? Rồi. Và chúng ta đã phát hiện được các đoạn thẳng bằng nhau như trên hình vẽ. Vậy nếu bằng nhau thì chúng ta có thể thế vào. Đây. Vậy thay vì EM thì sẽ ghi là EB, FM thì sẽ thay bằng FC. Vậy khi thay vào như vậy có lợi gì không? Thì chúng ta quan sát. DE mà cộng với EB thì chúng ta có ngay là DB. Đây. FC cộng DF thì chúng ta có ngay là cái đoạn DC. Đúng nè, mà hai cái đoạn DB và DC này như thế nào với nhau? Đây, chúng là bằng nhau nữa. Tại sao bằng nhau? Thì đó là do tính chất của hai tiếp tuyến khác nhau tại một điểm, thì điểm đó sẽ cách đều hai tiếp điểm. DB bằng với DC. Mà nếu vậy thì dễ dàng kết luận chu vi tam giác DEF bằng hai lần cạnh DB. Vậy ở đây chúng ta đã chứng minh tiếp tuyến nè, bằng cách là chứng minh hai tam giác bằng nhau nè. Và sau đó chúng ta áp dụng tính chất của tiếp tuyến nè, để từ đó chứng minh đưa về các đoạn thẳng bằng nhau và chứng minh được là chu vi tam giác DEF bằng hai lần cạnh DB. Đây, đó là nội dung của bài thứ 2. Bây giờ chúng ta qua bài thứ 3. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, gọi AX và BY là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O. MN là một điểm thuộc nửa đường tròn tâm O. Tiếp tuyến tại M cắt AX, BY lần lượt tại C và D. Câu A. Chứng minh CD bằng AC cộng BD và góc COD bằng 90 độ. Rồi, câu B, gọi Y là giao điểm của OC và AM. Rồi, chứng minh nha. Cái hoạch này câu C này bỏ đi. Rồi, chứng minh tứ giác OIMK là hình chữ nhật. Rồi, câu C, cái này là câu C. Rồi, câu C, chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. Này, giờ chúng ta tiến hành vẽ hình. Đây, chúng ta có hình vẽ ha. AXBE là hai tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. M là một điểm thuộc nửa đường tròn. M thuộc nửa đường tròn và tiếp tuyến tại M cắt hai tiếp tuyến AX và BE tại C và D. Đây, giờ chúng ta tiến hành câu A. Chứng minh CD bằng AC cộng với BD và góc COD bằng 90 độ. Đây, giờ chúng ta chứng minh ý thứ nhất, CD bằng AC cộng BD. Rồi, thì quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy CD thì nó bằng tổng của hai đoạn thẳng CM và MD. Vậy nếu như chúng ta chứng minh được là CM bằng CA, DM bằng DB thì chúng ta sẽ biến từ cái tổng đó thành là tổng của AC và DB. Vậy coi chúng ta có thể chứng minh bằng nhau được hay không? Thì dễ dàng quan sát chúng ta thấy CM, CA là tiếp tuyến đường tròn tâm O với M và A là tiếp điểm. Vậy từ đó CA sẽ bằng với CM. Rồi, tương tự vậy DM và DB là hai tiếp tuyến đường tròn tâm O khác nhau tại D, có M và B là các tiếp điểm. Vậy là dễ dàng kết luận được là DM bằng DB. Mà nếu vậy thì thế vô, chúng ta có ngay cái phần thứ nhất của câu A đã được chứng minh xong. Phải không nào? Vậy từ đó chúng ta vận dụng vào giải. Rồi, xét đường tròn tâm O ta có CA, CM là tiếp tuyến với A và M là tiếp điểm. Vậy từ đó kết luận CA bằng CM. DB, DM là tiếp tuyến với B và M là tiếp điểm. Vậy từ đó dễ dàng kết luận DB bằng DM. Mà CD của mình bằng CM cộng DM. Vậy từ ba điều này chúng ta dễ dàng kết luận CD bằng AC cộng với BD. Rồi, câu kế tiếp.
À, là chứng minh góc COD bằng 90 độ. Đây, quan sát góc COD. Thì chúng ta thấy góc COD là nó do góc COM cộng với góc DOM. Đây, giờ chúng ta coi có điều gì chúng ta biết được từ hai góc này. À, thì quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy CM, CA là hai tiếp tuyến đúng nè. Mà nếu hai tiếp tuyến này cắt nhau tại C thì chúng ta có một cái định lý là gì? Tia kẻ từ tâm đến điểm đó sẽ là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính. À, vậy từ đó chúng ta áp dụng định lý này vào, chúng ta dễ dàng kết luận được gì? Góc O1 bằng với góc O2 bằng một nửa góc AOM. Góc O3 bằng góc O4 bằng một nửa góc MOB. Được chưa? Rồi, vậy kết hợp 4, 5, 6 này lại, chúng ta có góc COD có phải bằng nửa tổng của góc AOM và góc BOM không nè? Mà góc AOM và góc BOM là hai góc kề bù. Vậy cộng lại là 180, mà đến 180 chia 2 thì ra 90 độ. Vậy chúng ta dễ dàng kết luận góc COD bằng 90 độ. Rồi, đó là nội dung của câu A. Vậy chúng ta qua câu B. Đây, câu B gọi Y là giao điểm của OC và AM. K là giao điểm của OD và MB. Chứng minh OIMK là hình chữ nhật. Rồi, thì nói về chứng minh hình chữ nhật thì chúng ta có bốn dấu hiệu không nè. Thứ nhất, tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật. Thứ hai, hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật. Thứ ba, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Và thứ tư là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Thì ở đây chúng ta chọn dấu hiệu nào? À, thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là chúng ta sẽ dùng cái dấu hiệu là tứ giác có ba góc vuông. À, góc vuông thứ nhất là góc nào? Đó là góc COD chúng ta đã chứng minh ở câu A. À, góc vuông thứ hai. À, góc vuông thứ hai là góc nào đây? À, góc vuông thứ hai có phải là góc AMB không? À, góc AMB đây chúng ta thấy là gì? AMB, tam giác AMB nội tiếp đường tròn đường kính AB, chỉ là tam giác AMB vuông tại M. Vậy chúng ta được đó, góc thứ hai. Vậy góc thứ ba chỉ còn lại Y và K. Thì chúng ta thấy hai thằng này là như nhau. À, bây giờ chúng ta chọn Y đi. Rồi, giờ chứng minh Y góc MIO bằng 90 độ. Thì việc này chúng ta đã học trong lớp rồi. Chúng ta sẽ vận dụng kiến thức đường chung trực. Chúng ta sẽ chứng minh OC là đường chung trực của AM. Được chưa? Thì dễ dàng chúng ta nhận thấy OC là chung trực của AM. Vì sao? Vì CM bằng CA chứng minh trên. OA bằng với OM vì MA thuộc đường tròn tâm O. Vậy dễ dàng kết luận ngay OC là đường chung trực của MA. Mà OC cắt MA tại Y thì lúc đó góc dẫn đến là góc OIM phải bằng 90 độ. Rồi, vậy là chúng ta đã chứng minh được những điều trên ha, vậy là đó, CA CM chứng minh trên OA bằng OM do A và M thuộc đường no. Vậy là OC là đường chung trực của AM. Mà OC cắt MI, vậy OC dùng góc MD, vậy góc OIM bằng 90 độ. Rồi, còn cái góc AMB thì như hồi nãy đã trình bày là gì? Tam giác AMB nội tiếp đường tròn 5 ô có AB đường kính, vậy góc AMB là 90 độ. Vậy từ điều 7, điều 8, điều 9 chúng ta dễ dàng chứng minh được là tứ giác OIMK là hình chữ nhật. À, đó là chúng ta vận dụng tính chất là gì? Tia kẻ từ tâm đến điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính qua các tiếp điểm trong tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Không nè? Rồi bây giờ chúng ta qua câu C. Câu C chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. Rồi chúng ta có hình vẽ. Rồi. Rồi bây giờ chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. Bây giờ chúng ta phải xác định cho ra tâm của đường tròn đường kính CD và tiếp điểm đúng nè. Rồi bây giờ chúng ta thấy nếu mà CD là đường kính vậy trung điểm của CD sẽ là tâm, vậy thầy gọi T là tâm của đường tròn đường kính CD, vậy suy ra T sẽ là trung điểm của CD.
Đây, chúng ta có cái đường tròn như trên hình vẽ. Rồi, bây giờ chúng ta phải phát hiện ra tiếp điểm. Thì quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy AB và đường tròn đường kính CD. À, thấy xuất hiện cái điểm Y. Hình như nó là điểm chung đó. À, vậy là chúng ta phải chứng minh cho ra O phải nằm trên đường tròn đường kính CD. Đúng không nè? Còn O nằm trên AB chúng ta có rồi. À, thì việc chứng minh O nằm trên đường tròn đường kính CD quá dễ dàng vì tam giác COD của mình là vuông tại O, vậy O thuộc đường tròn đường kính CD. Đây, thì bây giờ chuyện để chứng minh AB là tiếp tuyến đường tròn đường kính CD thì chúng ta chỉ cần đi chứng minh AB vuông góc với OT tại tại O. Được chưa? À, thì giờ quan sát OT mình có T là trung điểm của CD do T là tâm nè của đường tròn đường kính CD. O là trung điểm của AB vì O là tâm của đường tròn đường kính AB. Được chưa? Rồi, cái đoạn thẳng này nói hai trung điểm thì chúng ta liên quan tới đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang. Đúng nè, thì ở đây chúng ta sẽ đưa về đường trung bình của ai? À đúng rồi, đó là đường trung bình của hình thang. Vậy tứ giác nào là hình thang? À có phải là tứ giác ABDC không? À quan sát hình vẽ chúng ta có tứ giác ABDC. Bây giờ làm sao chúng mình nó được hình thang nè? À thì chúng ta thể dễ dàng nhận thấy là mình có AC và BD cùng vuông góc với AB. Vậy tứ giác ABCD của mình là hình thang. Mà trong hình thang này có T và O lần lượt là trung điểm của CD và AB. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng kết luận OT là đường trung bình của hình thang ABCD. ABDC. Vậy từ đó dẫn đến OT song song với hai đáy AC và BD. Mà trong khi đó mình lại có AC vuông góc với AB nữa. Vậy từ đó dễ dàng suy ra được là OT vuông góc với AB tại tại O. Mà O lại thuộc đường tròn đường kính. À, O thuộc đường tròn đường kính CD chứng minh ở mục 1. Vậy từ 1 và 2 chúng ta kết luận AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. À, và bài này thường thường thầy cô gọi nó là bài 3 tiếp tuyến khác nhau. À, chúng ta nhớ những cái câu cơ bản trong cái bài 3 tiếp tuyến khác nhau này để sau này có những câu chúng ta phải chứng minh nó trước rồi mới tiếp tục làm những câu mà theo đề bài yêu cầu ha. Rồi, đó là nội dung chúng ta ôn tập ngày hôm nay dựa trên những kiến thức mà chúng ta đã ôn tập trong cái phần lý thuyết chương 2 hình thập chính. Rồi, các em có chịu khó xem lại cách chứng minh ba bài tập cơ bản này để chúng ta có thể vận dụng nó vào việc là hoàn tất cái bài kiểm tra định kỳ giữa định kỳ học kỳ 1 sắp tới của chúng ta. Rồi, chúc các em hoàn thành bài thi học kỳ 1 sắp tới một cách hoàn hảo và tốt đẹp. À, xin chào và hẹn gặp lại ở bài học sau.